Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em giải một đề thi học kỳ 2 toán lớp 4 nhé, năm học 2019-2020. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm nhé, để cho thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình vào bài giảng hôm nay. Thời gian làm bài là 40 phút nhé. Phần 1 trắc nghiệm 3 điểm. Giờ thầy sẽ cho đề bài chạy từ trên xuống dưới. Các em có thể làm thử đề bài trước xem mình làm được bao nhiêu phần trăm cái đề bài, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem mình làm đúng hay không đúng nè. Giờ thầy sẽ cho chạy từ trên xuống dưới nha, các em làm tới đâu thì các em tạm dừng video và làm tới đó, sau đó mình sẽ đối chiếu với kết quả của thầy xem mình làm được bao nhiêu phần trăm đúng bao nhiêu câu nha, được không nè. Giờ như vậy có tất cả là 10 câu nha. Các em làm tới đâu thì tạm dừng video tới đó. Giờ làm thử xem mình làm được bao nhiêu phần trăm cái đề bài này. Em nào làm đúng hết thì để lại bình luận phía dưới video cho thầy hoặc các bạn cùng xem nha. Giờ phần 1 trắc nghiệm 3 điểm nè. Giá trị của biểu thức 125 nhân 2 cộng cho 36 nhân 2. Như vậy để tính giá trị biểu thức này mình thấy là nhân 2 giống nhau thì mình có thể giúp nhân 2 ra làm nhân tử chung. Như vậy mình sẽ lấy 125 mình cộng cho 36 trước nha. 125 cộng 36 thì bằng 161. Sau đó mình mới lấy 161 nhân cho 2 đúng không nè. Kết quả sẽ là 322. Giờ mình kiểm tra xem 322 sẽ được đáp án nào nè. Đáp án B đúng không nè. Giờ như vậy câu số 1 đáp án đúng là đáp án B nha. Mình sẽ banh chọn đáp án B nha. Tiếp theo câu số 2. Hình bình hành có 3 chấm cặp cạnh song song. Số hít hợp điền vào chỗ trống là số nào? Như vậy mình nhớ là hình bình hành là hình có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau nha. Như vậy ở đây đáp án đúng ở đây sẽ mình liền số 2 nha. Giờ kiểm tra đáp án ABCD, số 2 chính là đáp án B. Giờ mình sẽ phân chọn đáp án B nha. Giờ tiếp theo câu số 3, số hít hợp lần lượt điền vào chỗ trống của 73.038 gram. Mình đổi qua kg và lam, gram là bao nhiêu nè. Như vậy là 73.000 gram đổi qua kg, gram đổi qua kg chia cho 1.000, như vậy 73.000 đổi thành 73 kg, còn lại là 38 gram lẻ đúng không nào. Như vậy ở đây số mình cần điền đây là 73 và 38. Giờ kiểm tra 73 38 sẽ là cặp số nào đây nè, là cặp số A của đáp án A đúng không nè. 73 kg và 38 g là đáp án đúng. Như vậy câu số 3 mình chọn sẽ chọn đáp án A nha. Tiếp theo câu số 4. Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24. Nếu chiều dài là 15 cm thì diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu? Như vậy mình biết nửa chu vi chính là tổng của chiều dài cộng chiều rộng. Chiều dài cộng chiều rộng bằng 24, như vậy chiều dài 15 thì chắc chắn chiều rộng sẽ bằng 9 đúng không nào? 15 cộng 9 bằng 24. Có chiều dài chiều rộng mình sẽ tính được diện tích. Như mình lấy 15 nhân cho 9 nha, sẽ là ra diện tích nha. 15 nhân cho 9 sẽ bằng bao nhiêu này? Sẽ bằng 135. Như vậy kết quả đúng sẽ là 135 cm vuông nha. Giờ kiểm tra đáp án ABCD, 135 cm vuông sẽ là đáp án C. Như vậy câu số 4 mình sẽ chọn đáp án C nha. Tiếp theo câu số 5, một khối ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 64 m và chiều rộng là 25 m nhé. Trung bình cứ 1 m vuông ruộng thì người ta thu hoạch được là nửa kg khóc. Hỏi là trên cả khối ruộng đó. Trên cả khối ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ khóc? Như vậy giờ ở đây người ta cho khối ruộng hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng. Thì chúng mình sẽ đi tính diện tích của cái khối ruộng đúng nào, bằng cách lấy chiều dài nhân chiều rộng. 64 nhân 25 sẽ bằng bao nhiêu này? Sẽ bằng 1.000 1.600 nha. 64 nhân cho 25 sẽ bằng 1.600. Như vậy diện tích ở đây sẽ là 1.600 mét vuông. Người ta nói là cứ 1 mét vuông thì thu hoạch được nửa kg khóc. Như vậy mình sẽ mình lấy 1.600 nhân cho 1 bằng 2 nha. Thì sẽ bằng 800. Có nghĩa là 800 kg khóc. 800 kg khóc đổi qua tạ. Từ kg đổi qua tạ thì mình chia cho bao nhiêu nè? Chia cho 100 đúng không nào? 800 chia 100 thì bằng 8. Như vậy kết quả đúng ở câu số 5 này chính là 8 tạ nha.
Giờ kiểm tra đáp án ABCD, đáp án 8 tạ chính là đáp án C. Câu số 5 mình sẽ chọn đáp án C luôn nha. Tiếp theo câu số 6, viết các phần viết các số hoặc phân số theo thứ tự từ bé đến lớn. Như vậy ở đây người ta cho mình 4 số. Số 1, 5 phần 8, 3 phần 2 và 5 phần 9. Như vậy mình kiểm tra. Nếu mình sắp xếp từ bé đến lớn, trước hết mình phải tìm số bé nhất đúng không nào? Như vậy mình ở đây số 1, 5 phần 8 sẽ nhỏ hơn 1 nè. 3 phần 2 sẽ lớn hơn 1 và 5 phần 9 bé hơn 1. Như vậy 3 phần 2 lớn nhất rồi. Số 1 sẽ là lớn thứ nhì. Giờ bây giờ mình kiểm tra coi 5 phần 8 với 5 phần 9 số nào bé hơn. 5 phần 8 và 5 phần 9 là hai phân số có cùng tử số. Như vậy hai phân số có cùng tử số thì mẫu bé thì phân số đó lớn. Như vậy là 5 phần 9 sẽ lớn hơn 5, 5 phần 8 sẽ lớn hơn 5 phần 9 nha. Hai phân số cùng tử số, mẫu bé thì phân số lớn, mẫu lớn thì phân số bé. Như vậy có nghĩa là 5 phần 9 sẽ là bé nhất. Sau đó đến 5 phần 8, giờ tới 1, giờ 3 phần 2 nha. Giờ kiểm tra đáp án A, B, C, D cái nào 5 phần 9 và 5 phần 8. 5 phần 9, 5 phần 8, 1, 3 phần 2. Như vậy cơ đáp án D sẽ là đáp án đúng nha. 5 phần 9 bé nhất, giờ tới 5 phần 8, giờ tới số 1, tới 3 phần 2. Giờ như vậy câu số 6 này đáp án đúng là đáp án D. Mình sẽ phân chọn đáp án D nha. Giờ xong câu số 6, mình sẽ qua tiếp phần 2 phần tự luận 7 điểm nha. Câu số 7, tính. Ở đây có phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia. Giờ này. Giờ câu số 7 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 7. Sau đó đối chiếu kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ câu số 7 các em làm xong chưa nè? Em nào làm xong thì đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Như vậy thầy sẽ làm câu A trước nha. Như vậy mình sẽ viết là cái đề nè. 21 cộng cho 2 phần 3 đúng không nè. Như vậy bằng. Như vậy ở đây mình sẽ đi quy đầu mẫu số 2 phần 6. Mẫu số chung sẽ là 3. Như vậy 21 này mình hiểu là 21 phần 1. 21 phần 1 nhân tử và mẫu cho 3. 21 x 3 thì bằng 63 đúng không? 21 x 3 bằng 63. 63 phần 3 cộng cho 2 phần 3. Giờ như vậy ở đây mình cộng hai phân số cùng mẫu số, mình lấy tử công tử và giữ nguyên mẫu đúng không? 63 cộng 2 thì bằng 65. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 65 phần 3 nha. Giờ tiếp theo là câu B. Giờ mình sẽ viết là cái đề 3 phần 5 trừ cho 4 phần 15. Giờ bạn. Như vậy ở đây là phép trừ hai phân số khác mẫu số. Mình thấy 15 chia hết cho 5, 15 chia 5 được 3. Như vậy 3 phần 5 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 3. 3 x 3 bằng 9 đúng không? Như vậy là 9 phần 15 trừ đi 4 phần 5 trừ cho 4 phần 15 nha. Như vậy đây là phép trừ hai phân số cùng một số, mình lấy tử trừ tử và giữ nguyên mẫu đúng không nè. 9 trừ 4 bằng 5. 5 phần 15. Ở đây mình hãy rút gọn được, mình rút gọn luôn nha. 15, 5 phần 15 mình sẽ chia tử vào mẫu cho 5. 5 chia 5 được 1, 15 chia 5 được 3. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 1 phần 3 đúng không nè. Giờ tiếp theo là câu C. Câu C ở đây mình cũng viết là cái đề trước nha. Như vậy là 7 phần 10 nhân cho 5 phần 14. 7 phần 10 nhân cho 5 phần 14 nha. Bạn. Giờ như vậy ở đây là cái phép nhân hai phân số, mình sẽ lấy tử nhân tử và mẫu nhân mẫu. Ở đây mình thấy rút gọn được, mình rút gọn luôn nha. 7 phần 14 mình sẽ rút gọn chia tử và mẫu cho 7. Như vậy đây là 1, đây là 2.
5 phần 10 mình cũng giúp gọn chia tử và mẫu cho 5. Như đây là 1, đây là 2. 1 x 1 là 1 và 2 x 2 bằng 4. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 1 phần 4 nha. Đúng không này? Rồi, tiếp theo câu đề. Giờ mình cũng viết lại cái đề trước. 3 phần 8 mình chia cho 9 phần 4 nha. Giờ như nhiều phép chia phân số thì mình đổi thành phép nhân và đảo ngược phân số phía sau dấu chia. Như vậy 3 phần 8 mình sẽ viết lại nha. Chia sẽ biến thành phép nhân, và 9 phần 4 mình đảo ngược thành 4 phần 9 nha. Giờ như vậy là phép chia biến thành phép nhân, 9 phần 4 đảo ngược thành 4 phần 9. Giờ ở đây là nhân hay phân số thì mình sẽ lấy tử và nhân tử và mẫu nhân mẫu. Như ở đây mình giúp gọn được, mình giúp gọn luôn. 9, 3 và 9 mình sẽ chia tử và mẫu cho 3, như giờ đây là 1, đây là 3. 4 và 8 mình sẽ chia tử và mẫu cho 4, đây là 1, đây là 2. 1 x 1 là 1, đây là 2, 2 x 3 là 6. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 1 phần 6 nha. Đúng không nào? Giờ câu số 7 này, có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy hoặc bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 8 luôn nha. Giờ mình sẽ qua tiếp câu câu số 8 nha. Một cửa hàng nhận về một số sách toán lớp 4. Trong 2 lần bán hết 5 phần 6 số sách. Biết lần 2 bán nhiều hơn lần đầu là 1 phần 6 số sách nha. Và sau 2 lần bán thì cửa hàng còn lại 98 quyển sách. Hỏi câu A, mỗi lần cửa hàng bán được bao nhiêu quyển sách? Và câu B là số sách cửa hàng nhận về là bao nhiêu quyển sách? Như vậy bài này người ta cho mình cái gì nè? Người ta nói là trong 2 lần bán được 5 phần 6 số sách. Như vậy đây là tổng của 2 lần bán nha. Và người ta nói là lần bán 2 lần 2 bán nhiều hơn lần đầu 1 phần 6. Như vậy đây là hiệu nha. Như vậy có tổng có hiệu thì mình sẽ tính được phân số của lần bán thứ nhất và phân số lần bán thứ hai. Giờ đây là số sách còn lại. 8 này hơi khó nha, các em chịu khó suy nghĩ một chút rồi mình làm nha. Giờ sau đó làm các em tạm dừng video và làm thử trước câu số 8 ha. Sau đó đối chiếu kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ câu số 8 chưa nè. Em nào làm xong thì đối chiếu kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Như vậy ở đây người ta nói là 2 lần bán hết 5 phần 6 số sách. Lần bán 2 nhiều hơn lần bán thứ nhất là 1 phần 6 số sách. Như vậy lần bán hai là số nhiều ha, số lớn. Lần bán thứ hai là số lớn, còn lần bán thứ nhất là số nhỏ. Như vậy mình muốn tìm phân số chỉ số bằng bán lần thứ nhất, mình sẽ tìm số nhỏ bằng cách lấy tổng trừ đi hiệu chia cho 2 nha. Phân số chỉ số sách lần bán thứ nhất mình sẽ lấy tổng trừ đi hiệu chia cho 2 nha. Giờ như vậy mình lấy tổng là 5 phần 6 trừ đi 1 phần 6 chia 2 nha. Bằng bao nhiêu nè? Như vậy mình sẽ lấy 5 phần 6 trừ đi 1 phần 6 sẽ bằng 4 phần 6 giúp gọn là 2 phần 3. 2 phần 3 chia 2 thì sẽ bằng 1 phần 3, đúng không nào? Giờ 1 phần 3. 1 phần 3 số sách nha. Giờ sau đó mình sẽ tính phân số chỉ số sách bán lần thứ 2. Đúng rồi. Tổng 2 lần bán là 5 phần 6. Mà lần bán thứ nhất là 1 phần 3. Như vậy mình lấy 5 phần 6 trừ 1 phần 3 nha. 5 phần 6 trừ 1 phần 3 thì bằng 1 phần 3 mình sẽ thành là 1 phần 2 nha. Như vậy là kết quả là 1 phần 2 số sách.
Giờ sau đó mình sẽ tính phân số chỉ số sách còn lại. Như vậy mình sẽ lấy 1 trừ đi 5 phần 6, vì 2 lần bán là 1 là 5 phần 6 đúng không nào? Như vậy mình sẽ lấy 1 trừ đi 5 phần 6. Giờ 1 trừ 5 phần 6. Như vậy là 1 chính là 6 phần 6, 6 phần 6 trừ 5 phần 6 thì còn lại là 1 phần 6 số sách nha. Rồi sau đó mình sẽ tính số sách cửa hàng nhận về lại. Như vậy là 98, như vậy là sau 2 lần bán cửa hàng còn 98 quyển sách. 98 phần 98 quyển sách này tương ứng với 1/6. Như vậy mình sẽ lấy 98 chia cho 1/6 thì mình sẽ ra số sách mà cửa hàng nhận về lại nha. Rồi như vậy mình sẽ lấy 98 chia cho 1/6. À, 98 chia 1/6 có nghĩa là 98 nhân 6 nha. Giờ 98 nhân cho 6 thì bằng 588 quyển sách nha. Rồi 98 quyển cũng được. Rồi sau đó mình sẽ tính số sách bán lần thứ nhất. Lần thứ nhất bán 1 phần 3 số sách. Như vậy mình lấy 588 nhân 1 phần 3 nha. Giờ 588 nhân 1 phần 3 có nghĩa là mình lấy 588 chia cho 3 nha. Kết quả là 196 quyển nha. Rồi, sau đó mình sẽ tính số sách của lần bán thứ hai. Mình sẽ lấy 588 nhân cho 1 phần 2. 588 nhân cho 1 phần 2 nha. Giờ 588 nhân 1 phần 2 có nghĩa là chia cho 2. 588 chia 2 thì bằng là 294 nha. 294 quyển. Giờ như vậy mình xong đúng không nào? Mình sẽ tính được số sách nhận về và số sách mỗi lần bán đúng không nào? Giờ ở đây đáp số thôi. Giờ đáp số câu A, người tên hỏi là yêu cầu mỗi lần cửa hàng bán được bao nhiêu quyển sách. Như vậy lần bán thứ nhất là 196, lần thứ hai là 296 nha. Đây là 196 quyển và 294 quyển. Đây là câu A. Tiếp theo là câu B. Câu B chính là 588 quyển. Đúng không nè? À, câu này hơi khó nha. Em giờ như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong câu số 8 nha. Giờ câu số 8 này có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 9 luôn. Giờ tiếp theo câu số 9 tính nhanh. Câu A 54 nhân cho 113 cộng cho 45 nhân 113 hoặc cộng cho 113. Như vậy mình thấy là 113 giống nhau, mình rút ra làm nhân tử chung nha. Tiếp theo theo câu B. 256 nhân cho 236, 256 nhân cho 256 và trừ 256.
Như vậy mình thấy là 256 giống nhau, mình rút ra làm nhân tử chung đúng không? Câu số 9 cũng vậy đúng không? Giờ câu số 9 này các em có thể tạm dừng video và làm thử với câu số 9. Sau đó đối chiếu kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Trước hết mình sẽ viết lại cái đề đúng không này. Giờ bạn. Như vậy mình thấy là có 113 giống nhau, mình sẽ rút 113 ra làm nhân tử chung. Giờ như vậy trong ngoặc còn gì? 113 rút ra thì còn lại 54 đúng không nào? Ở bên đây thì 113 rút ra thì còn lại 45. Và ở đây 113 rút ra là còn lại số 1 đúng không nào? Giờ tiếp theo bạn 113. Giờ bây giờ mình sẽ nhân, mình tính cái tổng trong ngoặc đúng không nào? Như vậy đây là 4, 5 là 9, đây là 1 là 10, với 0 với 1. 5 nhân 4, 5 cộng 4 là 9, thì 1 là 10. Như vậy là 113 nhân cho 100 đúng không nào? 113 nhân cho 100 thì bằng là 113 phim 2 số 0, có nghĩa là 11.300. Đúng không nào? Câu A này dễ nè, đúng không nào? Câu B cũng tương tự, cũng dễ tương tự thôi đúng không nào? Rồi, hãy làm luôn câu B nha. Như vậy mình sẽ viết lại cái đề trước nè. Giờ ở đây mình bài. Mình thấy là 256 giống nhau, mình sẽ giúp 256 ra làm nhân tử chung. Giờ ở đây còn lại là 236 cộng cho 256 và trừ 1 đúng không nè. Giờ như vậy sẽ bằng 256 nhân. Giờ mình sẽ tính chung ngoặc đúng không nào? Mình sẽ lấy 236 cộng cho 256 trừ 1 sẽ bằng bao nhiêu nè? Sẽ bằng 491 đúng không nào? Giờ sau đó mình thực hiện phép nhân thôi, đúng không nào? Mình sẽ lấy 256 256 mình nhân cho 491 sẽ bằng bao nhiêu nè? Như vậy kết quả sẽ là 12.125.696. Kết quả sẽ là 125.696 đúng không nè? Giờ câu số 9 này cũng dễ đúng không? Giờ câu số 9 này có em mà có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy hoặc bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 10 luôn. Câu số 10 tìm một số có 4 chữ số, viết dạng. Viết dạng chữ số hàng trăm sẽ gấp 3 lần chữ số hàng chục và gấp đôi chữ số hàng nghìn. Đồng thời số đó, cái số cần tìm đó sẽ là số lẻ và chia hết cho 5 đúng không nào? Như vậy là câu này thì mình sẽ tìm như thế này. Câu này hơi khó nha các em. Thử suy nghĩ và làm thử nha. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ câu số 10 các em làm xong chưa nè? Em nào làm xong thì đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Bài này cũng tương đối khó. Em nào làm không được thì xem thầy làm giải hết thì các em hiểu. Lần sau mình sẽ trước hết mình gọi số cần tìm lại. Như vậy số có 4 chữ số mình đặt là ABCD nha. Giờ theo đề bài ta có nè. Như vậy người ta nói là chữ số hàng trăm. Chữ số hàng trăm có nghĩa là chữ số B nè đúng không? D là hàng đơn vị, hàng chục trăm. Như vậy có B, chữ số B sẽ bằng cái gì nè? Gấp 3 lần chữ số hàng chục. Có nghĩa là bằng 3 lần 3 nhân C đúng không nào? Và gấp đôi chữ số hàng nghìn có nghĩa là 2 nhân cho 2 nhân A. Mà B thì sao? B là chữ số, là một chữ số đúng không ạ? Như vậy B thì nó phải lớn, nó phải lớn hơn bằng 0 và
B sẽ nằm từ 0 tới 9 đúng không nè? Nên mình vậy mình có thể kết luận là vậy B bằng 6 đúng không nè? B chỉ có thể bằng 6, vì đây là 3 nè, bên đây là 2. 3 nhân 2 bằng 6 thì B phải bằng 6. Và C sẽ bằng 2 nha. Và A sẽ bằng 3. Thì chỉ có ba số này mình khế vô đây thì mình mới được biểu thức đúng thôi, đúng không nè? Như vậy số cần tìm là số cần mình kết luận luôn, số cần tìm là ở đây người ta nói là số số cần tìm là chữ số cần tìm là số lẻ và chia hết cho 5, như vậy có nghĩa là D sẽ bằng 5 nha. Như vậy là A bằng bằng 3, B bằng 6, A bằng 3, B là 6, C là 2 và cuối cùng D sẽ là 5. Kết quả cuối cùng sẽ là 3.625. Đây là rồi. Nếu các em thấy hay dẫn dẫn hiệu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và anh nào chưa đăng ký kênh Hà Lim bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Hà Lim nhé. Thì chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.